Đấy, cũng cao tầm 50 phân. Ừ, cái ngang ngắn này đấy nhỉ. Đấy này. Đứng đây nhìn đấy này. Bên trong. Thờ tướng này. Bên trong. Bên trong. Ấy. Cái đấy ngon thì thôi. Đấy, nó chọc đâu nó bẩn. Nó không bẩn thì. Để sau lớn tướng. Đấy nghĩ gì nữa nọ cây trực ăn. Mình có một cây ăn uống. Đấy, chúng tôi phát hiện ra một cây khoai tím nha anh em nha. Khoai tím này rất chi là hiếm. Chỉ trong khu rừng rất chi sâu mới có thôi nha. Nhiệt độ lúc nào cũng phải ở chừng 18 độ.